Hôm nay là ngày đầu năm mới âm lịch. Tôi kính cẩn đại diện cho toàn thể nhân viên của đài truyền hình Hoa Tạng và hết thảy đại đức đồng tu tháng thức giả của đài. Tôi xin đại diện hết thảy hướng đến Lão Hòa thượng thượng tịnh hạ không. Chúc mừng năm mới. Kính chúc sư phụ thượng nhân của chúng ta thân thể khang kiện, phước thể an khang, năm mới an lạc, quan thọ vô lượng cứu trụ thế gian Hoàng dương chánh pháp Độ hóa chúng sanh Chúng ta thỉnh Phật trụ thế Chúng ta thỉnh chuyển pháp luân Chúng ta một lần nữa hướng đến sư phụ chúc phúc Năm mới an lạc Quang thọ vô lượng Chúc mọi người năm mới an lạc Thân thể mạnh khỏe Phước huệ sông tu Kiết tường như ý Đừng làm các việc ác mỗi năm bình an phân làm các việc thiện mỗi năm như ý a di đà phật cảm ơn sư phụ cảm ơn sư phụ cảm ơn sư phụ cảm ơn mọi người a di đà phật kính thưa trần tổng Đại truyền hình vệ tinh hoa tạng tổng sự trưởng tạ tập thể nhân viên các vị khán thính giả trước máy truyền hình chúc mọi người năm mới tốt đẹp trên thềm năm mới ấp mùi sắp đến cũng chúc mọi người năm mới an lạc cả nhà kiết tường vạn sự như ý phước huệ tăng trưởng ở vào một năm mới này đài truyền hình hoa tạng đã hoạt động được 13 năm rồi đây là việc mà chúng ta không hề nghĩ đến khi mới thành lập đài truyền hình hoa tạng chúng ta tuyệt nhiên không nghĩ nó có thể duy trì được dài lâu bởi vì kinh phí đi vận hành đài truyền hình vệ tinh rất cao Mà đài truyền hình hoa tạng vệ tinh thì hoàn toàn không đăng quảng cáo Chỉ phát sóng chương trình giảng dạy, giảng kinh, dạy học, kết quả Chỉ nhờ vào sự quyên tặng của khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới Tích ít thành nhiều, khắc phục khó khăn mà bước đi. Rốt cuộc đã duy trì được 12 năm qua, đến nay vẫn có thể đứng vững. Việc này nói rõ, khán thính giả ưa thích xem tiết mục chánh diện, số người rất nhiều. Chỉ cần là đài truyền hình, truyền bá năng lượng chánh thì có thể được sự ủng hộ của mỗi người việc này mang đến cho chúng ta lòng tin và sự cổ vũ rất lớn phật pháp là bảo thiền khiến cho chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui vô cùng thù thắng khó được hiện tại phật pháp suy vi đến mức thấp nhất người giảng kinh nói pháp càng ngày càng ít Đài truyền hình vệ tinh hoa tạng có thể khéo dùng khoa học kỹ thuật cao hiện đại thông qua phát sóng bãi kinh đài vệ tinh truyền đến khắp năm châu trên toàn thế giới thuận tiện cho mọi người nhân dân toàn cầu phổ biến nghe Pháp nhận được lợi ích. Đây là quả báo thiện nghiệp không thể nghĩ bàn. Chân thật hy vọng Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng tiếp tục dựa vào đại nguyện Hoàng Pháp Lợi Sanh cung cấp cơ duyên quý báu cho khán thính giả toàn cầu văn kinh thính Pháp gánh nặng đường xa công đức vô lượng vô biên. Hiện tại toàn thế giới có vấn đề phổ biến là đạo đức suy đồi lòng người trắng trường ể oải Thế phong bại hoại Xã hội bất an Thêm chốt của vấn đề là ở Thiếu kém giáo dục Chỉ chú trọng giáo dục làm việc Mà lơ là đi giáo dục làm người Nghiên nặng về phát triển dân minh vật chất Xem thường văn minh tinh thần Hơn nữa báo chí Tạp chương, truyền hình đường truyền Ngày càng tuyên truyền Sắc tình bạo lực tin tức phản diện đem con người dạy hư hết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng muốn giải quyết những vấn đề gai góc này thì phương pháp chính là hoàng dương những truyền thống tốt đẹp giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả giáo dục thánh hiền bốn lời phổ thế giáo dục này chân thật có thể cứu vãn sự suy tàn của xã hội ngày nay đài truyền hình hoa tạng chính là đang làm những việc này quan trọng là công tác giáo dục xã hội ngoài việc hoàng dương phật pháp còn phải xây dựng tại bình đông triều châu một trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống dùng để hoàng dương ba nhà nho thích tạo chủ yếu là những văn hóa truyền thống tốt đẹp để tịnh hóa nhân tâm thay đổi tập tục xây dựng xã hội hài hòa và lễ nghĩa trung tâm giáo dục sẽ bắt đầu từ năm nay chính thức đi vào sử dụng nhân đây tôi xin được chúc cho tất cả những việc chuẩn bị đều tiến hành thuận lợi, đi vào sử dụng công đức viên mãn. Giáo dục văn hóa truyền thống có thể phân thành hai phương diện là đức hạnh và học vấn. Về phương diện đức hạnh cần phải chăm chỉ thực tiễn ba cái gốc nho, thức đạo, đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo giáo dục con người trở thành người tốt thuần tịnh thuần thiện có đủ đức hạnh tu dưỡng để cảm hóa người khác sửa mình dạy người tự lợi lợi tha về phương diện học vấn cần phải xây dựng cho tốt nền tảng việc học văn tự trung quốc và cổ văn văn ngôn văn đây là thông suốt cổ kim trong và ngoài nước phương tiện truyền đạt văn hóa tốt đẹp nhất tiến thêm một bước thì cần phải thâm nhập học tập cùng thực tiễn quần thư trị yếu mới có thể chấn chỉnh thế đạo nhân tâm cứu vãn cái trí tuệ và năng lực đang lâm nguy của nhân loại mục tiêu cuối cùng là phải bồi dưỡng những nhân tài có thể truyền thừa văn hóa truyền thống đối với toàn thế giới hội tụ văn hóa là tứ khốt toàn thư có thể đọc thông có thể nỗ lực thực hành có thể giảng dạy có thể hoàn triền có thể đem những trí tuệ chân thật của lão tổ tông từ ngàn vạn năm trở lại đây lý niệm phương pháp kinh nghiệm thành quả lợi ích cho nhân loại thế giới hiện tại cùng với con cháu dặn đời sau do vậy chân thành kỳ vọng trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống trung hoa có thể bồi dưỡng đức hạnh và truyền thù học vấn ở cả hai phương diện tiên phong xây dựng mẫu mực trở thành tấm gương hoàng dương văn hóa truyền thống trên toàn thế giới đào tạo giáo viên văn hóa truyền thống ưu tú đem văn hóa truyền thống hoàng dương đến toàn thế giới vì xã hội hài hòa và thế giới hòa bình làm ra những hạng mục trọng đại đồng tu các nơi trên toàn thế giới nhiều năm trở lại đây xem những tiết mục giảng kinh dạy học của đài truyền hình hoa tạng hy vọng mọi người có thể đem điều đã nghe đã học thực tiễn vào trong công việc và cuộc sống thường ngày thực tiễn vào trong các đối nhân sự thế tiếp vật mới có thể chân thành đạt được lợi ích vô biên của Phật Pháp. Hy vọng mọi người lấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền mà làm tấm gương để học tập. Làm được thật thà, nghe lời thật làm, chân thành, thanh tịnh, cung kính, nghe kinh niệm Phật. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu nhất định có thể ở trong ngay đời này đạt được thành tựu đúng như hòa thượng hải hiền đã nói niệm phật cho tốt thành phật là việc lớn những thứ khác đều là giả vãng sanh cực lạc thế giới viên mãn thành tựu phật đạo mới có thể rộng độ chúng sanh hữu tình ở mười phương thế giới đây là chân thật chi ân báo ân chân thật thù thắng vô cùng hiếm có không luận là tại gia Trong đoàn thể Ngoài xã hội Mọi người đều phải thực tiễn Dĩ hòa di quý Khen ngợi lẫn nhau Hòa hợp nguyên tắc Người xưa nói rất hay Gia hòa Vạn sự hơn Gia đình hài hòa Đoàn thể hài hòa Xã hội hài hòa Mọi người mới có thể có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn phải thực hiện hài hòa. Nguyên tắc quan trọng nhất là phải cầu chính mình, không nên cầu ở người. Cái gọi là trách nhiệm riêng mình thì trời yên biển lặng, trách nhiệm lẫn nhau thì trời long đất lở. Mọi người đều là phàm phu, có muôn hình vạn trạng những phiền não tập khí. Nếu như mọi người đều không cầu cải tiến chính mình, một mực mong cầu cải tiến người khác thì sẽ sinh ra rất nhiều tranh chấp và mâu thuẫn rất khó đạt được sự hài hòa ngược lại nếu như mọi người chỉ cần cầu cải tiến chính mình không cần phải đi cầu người khác chính mình thật sự nâng cao rồi thì có thể cảm động người khác khiến họ sẽ noi theo mình khiến người khác sẽ tự mình sẵn lòng cải tiến như vậy mới có thể đạt được sự hài hòa cùng, cùng nhau nâng cao cùng nhau tồn tại phồn vinh cổ đức có nói nếu muốn phật pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng đây không chỉ đối với phật pháp là như vậy đối với thế gian pháp thì cũng cùng một đạo lý nhìn thấy người khác làm được tốt chúng ta nên sinh tâm quan hỷ nên tán thắng họ động viên họ càng làm càng tốt đồng thời cũng phải chăm chỉ học tập ở họ đây mới là cái thái độ chính xác đố kỵ chướng ngại thì giống như tế bào ung thư của xã hội không những hủy bán người khác mà còn hủy bán chính mình đây là việc lợi bất cập hại luôn luôn tùy hỷ tán thán công đức người khác thì sẽ vượt qua được tập khí đố kỵ chướng ngại khiến bản thân và người khác đều được thuận lợi mà nâng cao sau cùng xin lấy lời của ấn Quang đại sư một đoạn khai thị quan trọng cùng mọi người cố gắng đại sư nói bất luận là người tại gia hay xuất gia nhất định phải nên trên kính dưới hòa những điều mà người không thể nhận làm việc mà người không thể làm thay người khác làm việc cực nhọc thành tựu việc tốt đẹp cho người lúc tỉnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình lúc nhàn đàm không bàn chuyện của người khác lúc đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm từ sớm đến tối từ tối đến sáng một câu phật kiệu không thể gián đoạn hoặc niệm nhỏ hoặc niệm thầm ngoài việc niệm phật ra không khởi một niệm nào khác nếu dòng niệm khởi Lập tức trừ bỏ Thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối Nếu đã tu trì Phải tự biết công phu của ta còn thấp kém Không nên tự kiêu căng, khoa trương Chỉ lo việc của mình Đừng dính vào việc của người Chỉ nên nhìn những hình dáng tốt đẹp Đừng để mắt tới những thứ xấu xa Xem mọi người đều là Bồ Tát Chỉ có một mình ta là Phạm Phu nếu quả có thể tu hành như lời ta nói, nhất định có thể vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Trong một năm mới này chúc phúc mọi người ngày càng tiến bộ, không ngừng nâng cao chính mình, lời nói việc làm làm tấm gương người khác. Đừng làm các việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm các việc thiện, mỗi năm như ý. Xin cảm ơn mọi người A Di Đà Phật. Năm mới kính chúc Vạn sự như ý Trong năm mới xin chúc phúc mọi người Tuế tuế bình an Niên niên như ý Pháp hỷ sung mãn Phước huệ song tu Tràn ngập niềm vui Năm ức mùi nhiều may mắn Xin chúc mọi người Năm mới tốt lành Trong một năm mới này Cầu cho mưa thuận gió hòa Quốc thái dân an không còn tai nạn và chúc cho mọi người thân tâm thường lạc sự nghiệp thuận lợi gia đình hạnh phúc tràn đầy niềm vui chúc mừng năm mới Mọi người năm mới tốt lành Tôi là tiến sĩ Yuli Trong năm mới này Hy vọng mỗi một người có thể ngày càng vui vẻ khỏe mạnh. Cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn. Xin chúc phúc mọi người năm mùi thỏ nguyện vừa ý, tròn đầy niềm vui, tròn đầy viên mãn, thuận lợi thắng ý. Pháp hỷ sung mãn, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. A à, Di Đà Phật. Chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý.